Dạ em là Chí xe tivi. À, để đây đi, nói hồi cũng quên rồi, bỏ nó đại đi. Tôi dạ trời ơi, tôi nay đây mai đó đó, giống như kẻ không nhà vậy đó, đi quay khắp nơi suốt vậy đó. Thôi tôi thấy chỉ cầm cái dao là tôi sợ rồi. Thôi em chúc mấy chị ở đây luôn mua may bán đắt nha. Dạ không có đâu mà nói thiệt, mà các bạn cá sông mà giống như nhiều bự giống như to như thế này nha các bạn. Bây giờ bắt gặp rất là nhiều chỗ nha. Wow, con đặc sản miền Tây không? Con này tôm sông. Dạ, người ta mua mình lột về sẵn cho người ta luôn hả chị? Cua đồng đó bây giờ mình bán nhiêu ký vậy? 60 ngàn. Sáng giờ bán được không chị? Dạ, chị chim bán thịt heo giống như thế này các bạn. À, vậy à, thôi hãy nhìn kỹ chị này đi, chừng ủng hộ lộn chị khác à. Dạ, hai miễn có bán lại gai là được hả cô? Mắm này gọi là mắm gì hả cô? Mắm ruột. Mắm ruột bây giờ mình bán cho khách loại nhiêu ký cô? 50. 50 hả? Sao, sao rẻ vậy ta? Cá linh mà. À. Dạ, cái trái nào mà mình bẻ nó đứt hẳn luôn là non hả cô? Đúng rồi. Dạ. À đó, mình bẻ nó kia cái bóp ha. Wow, quá trời chuột đồng luôn, bay chuột luôn, rồi gắn chung nguyên ổ gắn luôn, gắn ổ hành. Em gì nước ngoài hay gì? Dạ không. Nước nào? Nước Việt Nam. Em là Chí xe tivi. Dạ, mình tới con chuyện luôn. Thôi dù sao thì cũng chúc chị bán xã bào luôn mua ngoài bán đắt. Sari no mu chua sao, cứ nhang mô tu chua sao, nol man na so mô tên kê ta. Cha mê sợ kê yêu na sao, hiu đê phôn ưu mân gió bô kê. Chào các bạn, hiện tại Chí xe đang có mặt tại chợ Tháp 10. Chợ Tháp 10 thuộc huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp. Thời điểm hiện tại là 7 giờ 30 phút sáng ngày 1 tây tháng 6 năm 2024 các bạn. Chợ Tháp 10 nằm cặp bên chân cầu Tháp 10 giống như thế này nè các bạn. Đây là cầu Tháp 10 nha. Giờ mời các bạn cùng mình theo chân Chí xe cùng nhau tham quan khu vực chợ Tháp 10 để xem bà con ở đây mua bán như thế nào nha các bạn. Của chợ Tháp 10 này thì cũng có hai cửa. Một cửa chính này đó là nằm ở hướng đông nam, còn cửa kia là hướng tây bắc các bạn. Nhưng buổi sáng sớm thì ở đây mặt trời lên sớm cho nên nắng lắm các bạn, cho nên bà con tiểu thương cũng dần dần thành thói quen cứ chọn cái bên nào mà mát thì họ buôn bán vào buổi sáng.
cho nên mình đi mé bên tay phải nha các bạn. Các bạn xem nhớ cho mình xin một like nha. Cam sành tây mình không đặt cái lo mình kêu lên đó cô, cam đây cam đây. Ủa ai quản lý à? À mình lo mình kêu ôm sùm bị lấy ha, giống như bị mất trật tự vậy ha. Dạ cam này cam sành ở đâu hả cô? À cam sành Vĩnh Long. Cam sành Vĩnh Long đi tới đâu cũng nghe nổi tiếng đó nha các bạn. Dạ à, cảm ơn cô, chúc cô ngày nay bán đắt nha. Dạ. Mình là người Vĩnh Long các bạn, mà đi đâu mà nghe nói cam sành Vĩnh Long ngon nhất là mình cũng thấy hãnh diện về quê hương xứ sở của mình các bạn. Đây là hai ven ven đường các bạn, cam sành Vĩnh Long 15.000 2 kg. Bên bán dưa hấu nè các bạn, bánh mì thịt. Wow. Một cô bán nước sầm, bánh tét, bánh ít, dưa hấu. Đây chia làm hai khu các bạn, à, một khu trên và thêm khu dưới đó các bạn. Rất là nhiều cây giống nè các bạn, cây cà, cây đu đủ, đủ các loại luôn. Đây là mé bìa, mé bìa trung tâm các bạn. Mực, cá, tôm, quá trời luôn. Wow. Dạ, trà gồng cá đồng luôn. Đây, đồ gãy. Gỏi cuốn. Wow, hay quá. Tôi cuốn cô bán tại chỗ các bạn. Dạ, đi làm bài YouTube cho mọi người xem chợ quê ra làm sao. Rất là nhiều. Chú trí xe TV coi. Trí xe TV. Bên đây là cô bán chuột đồng rồi các bạn. Đây là cá đồng nha. Gô, cá lóc. Đủ các loại. Mực. Wow. Quá trời chuột luôn. Cái này chuột đồng hả bé? Ồ, một cô bé chuyên bán chuột đồng ở chợ chợ Mỹ An, chợ Tháp 10 quá, chợ Tháp 10. Quá trời. Quá trời luôn rồi. Quá trời rồi luôn, tức luôn rồi. Thấy quay tối ngày luôn, hôm nay là muốn. Dạ. Yeah. Nên các bạn ở gần đây có đi chợ thì ghé đây ủng hộ cô bé. Đó, ngon chưa? Rồi, chúc con bé luôn mua may bán đắt nha bé. Rau củ. Rau củ các bạn. Ở bên đây có bà ngoại bán gói sen gì nè các bạn. Wow. Má bán gì ma? Má bán sen như vậy hả? Wow, sen này ở nhà mình đem ra đây bán hả ba? Sen này sen ở nhà đem ra bán. Dạ.
má bán thì mà là ốc đắng không má? Đắng. Ốc đắng này chắc ở trong ruộng sen luôn quá. Má tự bắt hả gì? Tự bắt. Hay quá. Cái này cái hạt này nó muốn chín này hả má? Ở đây là giang nấu chè, này nấu chè, với nấu ăn. À, cái này mình bán ký hay bán bịch gì má? Ký. Ký giờ má bán nhiêu tiền má? Ký 50 ngàn hả? Ký 50, còn cái búp này? 10 ngàn. 10 ngàn, 3 búp, 4 búp vậy hả má? Chùm vậy ha? Chùm. 2, 4, 5. Wow. Giờ bánh chùm coi. Bánh chùm rồi hả má? Đây là làm cái gì ăn má? Ở đây về lột ăn sống. Lột ăn sống hả? Ừ. 10 ngàn chùm vậy hả má? 10 ngàn chùm à. Thôi, má bán cho con chùm đây. Ủng hộ má ha. Ừ, ủng hộ chùm. Dạ. Con chúc má luôn mua mai bán đắt nha má. Ừ. Đây là rau củ các bạn. Dùng đất sen học thì phải mua hoa sen, búp sen. Ồ, bán ở đây bán rất là nhiều nón bảo hiểm các bạn, võng, dây dù. Bên đó thì cô Ngô bán trái cây đó. Cho các bạn qua xem trái cây nha. Đó, trái cây, nhãn, táo, mãng cầu. Có người thì dùng, có người khi gọi là trái na vậy nè các bạn. Đó, rất là nhiều luôn. Ồ, tới bùa dâu rồi. Này dâu vườn hả cô? Dạ, dâu sim hả? Dạ, này là dâu truyền thống các bạn. Dâu này chắc là dâu đầu mùa hả cô? Dạ, rồi dịch trái nào trái này to đúng các bạn. Dâu truyền thống của ông bà mình hồi xưa các bạn. Dạ, dâu đó bây giờ mình bán cho khách lại nhiêu ký hả cô? 30k. Các bạn có ai đi chợ muốn ăn dâu á các bạn thì ghé đây ủng hộ cho chị. Trong đây có một chị chuyên bán trái cây nè các bạn, ở chợ Tháp 10 nha. Em chúc chị luôn mua may bán đắt nha chị. Dạ. Bắt đầu tới mùa trái cây, đổ mưa xuống là trái cây đầu mùa rất là nhiều. Đó là tính theo truyền thống ông bà mình hồi xưa nghe các bạn. Còn nếu mà trồng theo cái kiểu nhà vườn trồng hiện đại bây giờ á thì người ta canh tác mùa nào, ngày nào, tháng nào cũng có trái cây hết các bạn. À, rất là nhiều trái cây nè các bạn, quá trời. Dạ, em chào chị. 50 ngàn, quá rẻ luôn. Chôm chôm Thái, ý mà bông bon Thái, băng cục Thái. Mấy mùa giải vậy nè các bạn. Ở đây cô bán nhiều trái cây giống như thế này các bạn. Đó, các bạn có ăn trái cây thì tới với chợ Tháp 10 á, ghé đây có một cô xinh đẹp chuyên bán trái cây. Dạ, ghé đây ủng hộ cô. Em chúc cô luôn bán đắt nghe cô. Quà wow, bưởi, bưởi da xanh, bơ 034 cái gì các bạn, rất là nhiều luôn nè. Sáng giờ bán được không cô? Cũng bán lai gai hả cô? Dạ, em chúc cô bán đắt nha. Áo mai sẵn. À, rồi. Wow, chuối mướp, bông điên điển, lương. Hương đồng có nội không nghe các bạn, cây nha lá vườn nhóc hết trơn nè. Wow, đặc sản miền Tây Tháp 10. Ốc lát. Giờ sáng giờ bán được không cô? Dạ, dạ bán chậm. Rồi, cô bán rất là nhiều rau đồng, cá đồng nè các bạn, ốc nữa nè, và chuột đồng nữa nè. Wow, đây là một trong những nét đặc trưng của vùng Tháp 10 nha các bạn. Đây là xe. Cái này mình bán cho người ta làm nấu thức ăn hả cô? Dạ, bây giờ mình bán cái chuyện dùng cái gì hả con? À, sen này thì 40, còn sen này 120. À, chưa lột phải 40 rồi còn 120. Còn có tép gông nữa các bạn. Đó. Mọi người có muốn gia dùng mặt sen hay tham quan du lịch thì lại ghé đây ủng hộ cô. Dạ, em chúc cô luôn mua quay bán đắt nha. Dạ.
bé bán trái cây rất là nhiều. Đây là dưa lưới. Đó, anh mới dọn ra thôi. Mọi người có ăn dưa lưới tới đây ủng hộ anh. Cá chốt, cá chê. Wow, cá lau kiến quá trời luôn. Dạ, ốc lát, ốc đắng, ốc bu. Các bạn có muốn ăn ốc thì tới đây thiên đường ốc luôn nha các bạn. Ở chợ Tháp Mười này nha. Đó. Bên kia thì trái cây nữa kìa các bạn. Dạ, ngập trái cây luôn nha. Dạ, này nằm à. Nếu nó tính ra đó, theo kiểu ngày xưa thì đây là một cái huyện nằm tuốt ở trong cái vực sâu các bạn, nhưng mà cho tới thời điểm này thì huyện này trở thành một cái huyện phải nói là cái nơi đáng để tham quan và du lịch các bạn. Huyện Tháp Mười thuộc thị trấn Mỹ An nha các bạn. Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, rất là nhiều cái cây luôn nè. Mẫn cầu, cốc, lê kim ma. Ê, bye bye con, bye bye. Em làm xấu rồi kìa. Có sen, đâu đâu mình cũng thấy sen giống như thế này các bạn. Nếu mà về Tháp Mười mà không thấy sen thì không phải là Tháp Mười nha. Dạ đúng rồi, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Sáng giờ cô bán được không? Dạ, em chúc cô luôn bán đắt nha. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ, trong đầm gì đẹp bằng sen. Bánh bông. Bánh này bánh in nè các bạn. Bánh in gõ khuôn tay hay gì nè các bạn. Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh. Nhiều trái cây luôn. Sáng giờ bán được không cô? Bán ế thấy mồ, đừng quay lên đại tôi mất. Đừng có cho người ta biết cô bán ở đây, mơ chiều tôi đi chợ thì tôi ghé đây tôi ủng hộ cô. Quay cái gì mà quay. Đó, mấy cô ở đây rất là vui vẻ. Dạ. Em quảng cáo giùm cho mấy cô, mấy bốn cô bán đắt luôn á. Giờ quay rồi mới mua hai cái ổ nha. Em chưa tính tiền quảng cáo cô nữa. Đó. Qua wow, trời đây đây mấy con nè. Đây là đúng là búp sen à các bạn. Đó, ở đây các bạn có đi chợ gần đây thì ở ngay góc đường này có mấy cô bán rau củ quả giống như thế này các bạn, còn có trái cây nữa. Các bạn dừng lại đây thì ghé đây ủng hộ mấy cô. Dạ em cầu chúc cho mấy cô ngày nào cũng mua mai bán đắt nha. Dạ. Dạ em là Chí Xe TV. Tên của em là kênh YouTube Chí Xe TV nha. Đó, chiều nay vô đây coi là thấy mình ở đây luôn. Tôi giữ chờ đi cho mấy cổ có coi cái kênh YouTube. Đó, bên đây thì có cô chuyên bán nước đậu các bạn, không phải biết đậu nành quá, sữa bắp, trời ơi tưởng đậu nành. Dạ sữa bắp, sữa đậu nành luôn nghe, hai thứ. Các bạn có muốn uống thì tới đây ngay góc đường ủng hộ cô. Em chúc cô bán đắt nha cô. Chú trai chuyên bán cơm Dương Châu, hồi đó cũng hết cái đường của chợ rồi các bạn. Giờ mình quay lại ngay trung tâm chính nha các bạn. Mặt tiền đường này là đường Dương Văn Hòa các bạn. Nè bên ngoài các bạn nhìn thấy nè, rất là nhiều bông hoa giống như thế này các bạn. Rồi. Quá trời bông luôn. Wow, quá ngon luôn. Chợ quê tôi mới ngon giống như vậy. Bánh chợ quê. Từ đây là chợ quê chắc cũng gần rồi hả cô? À. Đủ thứ luôn, đây là đủ thứ bánh luôn. Đủ các thứ bánh luôn. Cô có tham gia chợ quê lần nào không? Chưa, tại vì mình làm nhà làm nhiều quá cái không có thời gian. Dạ, cô bán ngon giống vậy nhất định vô chợ quê là cô sẽ bán đắt luôn á. Đúng rồi. Dạ. Ai kia vô chợ quê đăng ký mà đâu có ở không đâu. Dạ đúng rồi.
Một hộp bánh ít trần giống như thế này là mình bán mấy ngàn hả cô? 15 ngàn. Rồi bánh chuối. Đó, cô chia sẻ giá cả nếu các bạn có một lần đến đây đi chợ hoặc là tham quan du lịch muốn sử dụng bánh dân gian giống như thế này thì tới đây gặp cô chiên bánh bán bánh dân gian giống như thế này các bạn. Dạ, em cầu chúc cho cô luôn mua may bán đắt nha. Dạ, 10 ngàn, 15 ngàn mình sẽ có một phần bánh ăn no nê thỏa thích luôn các bạn ơi. Đó, cô bán sữa đậu nành, sữa bắp gì nè các bạn, đậu nành quá. Còn thêm xôi lá cẩm, xôi nếp, bánh kẹp, rồi bắp hầm, rồi xôi gất, qua đủ các loại bánh hết. Sáng giờ mình bán được không cô? Được. Dạ. Em chúc cô luôn bán đắt nha. Cảm ơn cô nha. Dạ. Mấy cây này sạch cái cây giống như thế này các bạn, nho, nhãn nha, đủ các loại các bạn. Ở đây là phía trước mặt tiền của trung tâm chợ đó các bạn. Mình cái hướng Tây Nam này thì mặt trời nó lên trễ lắm cho nên bà con tụ tập ở đây bán rất là nhiều nè các bạn. Đó. Thấy cá quá trời luôn nha. Cá đối, cá biển nè. Wow, cá lóc còn bự bự không các bạn. Còn bành bành không. Đây là rau củ. Các mặt hàng rau củ các bạn. Trời, bông súng. Em chào cô. Sáng giờ mình bán được không cô? Em chết nè cậu. Em không chết hả? Sao vậy? Mới em bữa nay thôi hả? Bữa nào mưa. À tại mưa ha, không sao cô ơi. Bữa dày bữa khác. Đó, các bạn có đi chợ thì ghé đây ủng hộ cô. Của bông súng nè, rồi cát và lọc nè. Đó, rất là nhiều. Thôi em chúc cô luôn mua may bán đắt nha cô. Dạ. Đó, mấy cô bán cây nhà lá vườn nha các bạn, cây rau lan nữa nè. Chắc là cô hái ra đây cô bán luôn á. Dạ, em chúc cô bán đắt. Đó, còn có rất là nhiều cá các bạn. Thanh long nè, ở đây thì cô bán hột vịt, còn bí. Rất là nhiều luôn á. Bông thiên lý, cốc thái, chuối nè. Đây là cá lòng kiếp, cá rô, cá chép, quá nhiều cá chép luôn các bạn. Rồi nhìn thấy mê không? Đó. Chuột đồng, quá nhiều chuột luôn. Tên gì anh? Em là tí xe TV. Nè tên em là. Đó, các bạn có đi chợ thì có ghé đây ủng hộ anh chuyên bán cá chép giống như thế này các bạn. Nhìn thấy thèm chưa? Rồi cá gô, cá lao kiến, rồi cá, kể cả cá làm rồi cũng anh cũng có bán các bạn. Đó là thêm tép đồng nữa. Nói chung là anh kiêm cá bán cá đồng và cá sông. Thôi và cầu chúc anh chị luôn mua may bán đắt nha. Dạ. Có một cô bán chuột cười dễ thương luôn, chuyên bán chuột đồng ở chợ Mỹ An, ở trên chợ Tháp 10 chứ đúng không cô? Thị trấn Mỹ An, chợ Tháp 10. Đó, chuyên bán chuột đồng các bạn. Ghé đây ủng hộ chị, em chúc chị luôn bán đắt nha chị. Dạ. Rau củ rất là nhiều. Wow, chứ quá nhiều thâu. Một cá gô, cá gô đồng, ép đồng. Ồ, đây rau muống đồng, toàn là đồ đồng rất là nhiều các bạn ơi. Bà ngoại bán rau muống đồng. Sáng giờ ngoại bán được không ngoại? Sáng giờ bán chưa được hả ngoại? Wow, cũng kỳ ạ. Nó đưa số nó đưa tiền mình. Cầm ra uống chà bá lửa luôn các bạn. Mập ú ngu luôn. Dạ. Dạ thôi, con chúc ngoại nhiều sức khỏe nha ngoại. Chúc ngoại luôn bán đắt nha. Mọi người cứ đi chợ thì ghé đây ủng hộ bà ngoại. Dạ, con cảm ơn bà ngoại. Dạ. Đó. Cá gô đồng không? Cái này chắc cá đồng không hả má? Cá đồng không hả má? Cá đồng cá đuôi có luôn. À, cá lóc có bóng nhiều lắm. Sáng giờ bán được không ba? Mới sáng giờ thôi má. Thôi không sao, bữa gì bữa khác mà hy vọng là ngày mai má bán đắt lại. Dạ, mọi người cứ đi chợ thì ghé đây ủng hộ bà má.
có bà già bà bán thì đó, mọi người cứ đi chợ ghé đây ủng hộ má nha. Con chúc má luôn bán đắt nha má. Cá mè Vinh rau muống chuối chú đi đi sáp à các bạn. Sáng giờ cô bán được không cô? À, các bạn cũng muốn ăn rau muống hay ăn chuối nè thì mà cái ngó sen nữa thì ghé đây ủng hộ cô em, mà chúc cô luôn bán đắt nha cô. Dạ em cảm ơn cô, em cảm ơn anh. Đây các bạn, cầu hột vịt rất là nhiều. Ai muốn ăn à, ai muốn ăn hột vịt, ăn bán cầu hay đậu đen đậu xanh gì đó thì ngay góc đường các bạn, rất là trái cây luôn nè. Trái cây con hến quay bậy bạ không à, cô này sáng giờ cũng bán đắt lắm nè. Cảm ơn anh nha. Dạ sáng giờ bán được không chị? Miễn cô bán lai gai là được ha. Tiểu thương là vậy đó các bạn, miễn có bán là trong lòng thấy vui, không bán là buồn lắm. À, thôi em chúc chị bán đắt nha. Không bán được là buồn dữ lắm, buồn trong bụng luôn. Quà cam sành loại 1 quá là nhiều luôn. Cam sành nè, cam sành ở đâu hả cô? Đó rồi sơ ghi rồi mận nữa đó. Các bạn muốn ăn cam sành thì vào đây vào chợ. Dạ của Chí xe TV nè, tên này nè. Dạ Chí xe TV, em chúc chị bán đắt nha. Rồi quay rồi rồi quay hoài. Các bạn nhìn nè, cá ốc thì lộn xộn nè, chắc cô mới bắt lên nè các bạn. Đó, mình nhìn nè. Đó, cá ốc và lộn xộn nha, mới đi chào đi bắt luôn nha. Dạ cá chốt 40k, sáng giờ bán được không chị? Cũng được, miễn bán được là được nha. Dạ em chúc chị bán đắt nha chị. Cô chú bán bói con nhút kìa. Trời ơi, mai ông vô tắm bà giờ ông hoài không có thèm ăn luôn nhóm. Lấy ra bấm em lên nó. Cái lóc bự quá trời, nó mập hơn tôi luôn. Cái này chắc cá nuôi quá hả chị? Dạ cá nuôi anh ơi. Cá nuôi. Hết này hết đồng hết nuôi gì biết. Cá nuôi mà con đen xì luôn, giống như cái đất hồng vậy các bạn. Sáng giờ mình bán được không vậy? Dạ thôi em là chúc chị bán đắt mỗi ngày nha. Dạ hồng bịch, ai muốn ăn hồng bịch thì tới đây gặp ông chú dễ thương. Sáng giờ bán được không chú? Dạ mình có bán đây gai là được hả chú? Chú chuyên bán hồng bịch ở nhà lòng chợ Tháp 10 này các bạn. Các bạn có muốn ăn hồng bịch thì tới đây ủng hộ chú. Dạ em chúc chú luôn một bài bán đắt nha chú. Dạ. À, có một chị dễ thương chuyên bán ớt luôn. Wow, cua đồng luôn. Đây nè, bây giờ nó thuộc ở trong đặc sản miền Tây nha các bạn. Không dễ gì bắt được cái cua đồng như vậy nha. Thôi rồi, một em gắn khổng lồ luôn này chắc chung. Quá nhiều luôn. Dạ, dạ. Sáng giờ bán được không chị đẹp? Dạ, ai muốn ăn ớt thì tới đây ủng hộ chị. Em chúc chị bán đắt nha. Lọc quá nhiều. Mướp cây nhà lá dừa nha các bạn. Má giờ con dữ má, sáng giờ má bán được không má? Cũng là gai, cũng là gai, miễn cố bán là gai là được. Mà má bán rau dừa giống như thế này các bạn, rồi mướp nữa nè, ổi rồi chuối. Các bạn có tới đây thì ghé đây ủng hộ má đó. Còn là chúc má bán đắt nha má. Má chốt mình rồi, vô đồng nhỏ nhỏ không hà. À, rất là nhiều các bạn. Dạ em mới quay rồi. Ồ 40 ngàn.
có 40.000 ký à, quá rẻ luôn. Ngay đầu này có một đó. Bán cái gì để em biết đó. À, xương sáo bánh lọt. À, chưa. Rất là nhiều nha. Rất cơm. Các bạn thấy đồ đồng giống như thế này nè, quá trời nhiều luôn nha các bạn. Ở đây là bởi vì ở đây là dùng thấp 10 nha. Sáng giờ bán được không chị đẹp? Đó, chị bán rất là nhiều mặt hàng giống như thế này các bạn. Các bạn có muốn sử dụng như vậy nè, tới đây ủng hộ chị. Thôi chúc chị luôn bán đắt nha. Hột vịt, cây nhà lá dừa, wow, rau tập tàng luôn. Một chị đẹp chuyên bán rau tập tàng, rau gì cũng có các bạn, đủ các loại rau trong đây nha. Wow. 200g 25.000. Cô bán ốc lạc, ốc đắng, ốc bu gì không biết nữa. Dạ em ở Vĩnh Long. Dạ, rất là nhiều cá đồng các bạn. Ốc này ốc gọi ốc gì hả cô? Vàng. Ốc bu vàng hả? Giờ người ta mua ra ăn luôn hả? Dứt luôn, hết ốc bu đen rồi, dứt ốc bu vàng luôn. Cô bán lá cách các bạn. Rồi. Rau này rau gì không biết đã nghe các bạn. Rau chai, nhãn lồng thì biết rồi. Nhãn lồng với lá cách là mình nấu, mình ăn ngủ được, mát lắm các bạn. Đó, ở đây có một cô chuyên bán rau giống như thế này. Đó, các bạn có đi chợ thì ghé đây ủng hộ cô. Dạ, em chúc cô luôn bán đắt nha. Dạ. Đó, hết. Hết bộ tọt làm sẵn luôn. Lóc cái kê. Có cá sặc lương đồng. Rất là nhiều. Đó, bóng màu. Cá gô. Cá bóng, cá đồng, cá sông, cá chạch. Ôi má bán nhiều thứ quá. Mọi người có đi chợ thì muốn ăn cá như thế này thì ghé đây ủng hộ. Có bà má bán cá chuyên nghiệp. Rồi còn chúc má luôn bán đắt nha má. Đó, chị đẹp bán cái cá này, cá lằn, cái chốt, cá lằn quá. Rồi, một chị bán cà phê. Rau củ các bạn, các loại nha, vịt, cái dùng này mình thấy sáng giờ thấy cá sông, cá đồng giống như rất là nhiều các bạn, hầu như là hết 80% là tỷ lệ cá đồng cá sông ở đây nha các bạn, lóc hết nè, mình đi à, bán rau củ các bạn, quăng nhãn nè. Đây bản đồ gia dụng, thao, gỗ. Bào sầu riêng quá thơm luôn, ai muốn ăn sầu riêng thì tới đây, hèn gì nó thơm quá trời. Cái này ghi sáo hay gì anh? Wow, các bạn có ở gần đây thì muốn ăn sầu riêng tới đây gặp một anh trai chuyên bán sầu riêng thì để ông nhà lòng chợ thấp 10 các bạn. Cái này mình bán cho khách bây giờ là nhiêu ký gì hả anh? Mình bán cho khách là nhiêu ký gì anh? Cơm thì 200 hả? Đó, rất là nhiều sầu riêng các bạn. Đó, xe sầu riêng luôn. Một xe chôm chôm luôn. Mặc sức mà mua. Đó, quá nhiều. Mặt hàng trái cây thì mình thấy hầu như các tỉnh thành đều giống nhau hết các bạn. Ở địa phương có thì không có thì cũng nhập khẩu ở cho nơi khác về.
ha, nhập khẩu hoặc nhập của các tỉnh khác về các bạn, do mấy cái nhà mà phân phối trái cây á, cái trung tâm đầu mối giống như bữa hôm mình đi chợ ăn hủ rồi này kia đó đó, là chia hết này nha, trừ ra một hai số mặt hàng nào đó đặc sản vùng miền giống như hạt sen, ngó sen rồi thì Tháp Mười nè chiếm nhiều hơn là các tỉnh thành khác các bạn, chứ không giống như ngày xưa. Bây giờ đường xe cộ giao thông vận tải được rất là dễ, cho nên vận chuyển hàng hóa cũng dễ các bạn. Chè bưởi, tàu hũ, bánh lọt, sữa, đậu nành. Dạ. Mọi người ơi, có ghé đây ủng hộ cô. Dạ. Sáng giờ bán được không cô? Dạ, cũng là gai anh ơi. Dạ. Mọi người có đi chợ thì muốn ăn hũ bánh lọt thì ghé đây ủng hộ cô. Dạ, em ơi, chúc cô luôn bán đắt nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, em là YouTube Chí Xe TV. Chí Xe TV nha. Đường này hình như người ta không có buôn bán các bạn. Mình cho các bạn xem hai con phố hai bên ha. Rồi mình bắt đầu vào trung tâm chợ nha các bạn. Thôi, để mình đi vô đây các bạn ơi. Chút ra. Đây có quán phở Phú Hương. Bún bò Huế. Rồi, mình vào trung tâm chợ luôn nha các bạn. Cho các bạn xem nha. Đó. Đây là trung tâm chợ nè. Bây giờ thử ra trong này người ta bán cái gì trong đây nha các bạn. Wow, ở trong trung tâm này cũng lớn các bạn. Ở đây bà con mình bán đầy đủ các mặt hàng nha. Mình thấy mở cửa mua bán như vậy là rất là đều là các bạn, so với mấy cái khu vực khác nha. Mặc dù ở trong đây mình thấy cũng ít khách đi vô các bạn nhìn nè, dán que nha. Bởi vì mấy cái mặt hàng này không có giống như là bán thức ăn, rau củ giống như bên ngoài á các bạn. Bên ngoài thì lúc nào cũng sôi động hết á, còn bên trong đây thì vắng. Tiêu đây là bún thịt xào, thịt nướng, cô nướng thịt quán bún ở đây luôn các bạn, đây là cô nướng tại chỗ nè các bạn, đây cũng có quán bánh ướt hỏi, bún bì, bánh ướt bánh hỏi mà cô viết bánh ướt hỏi nha, bì. Bên đây cô bán chè đậu xanh, chè đậu đen, rồi xuyên xa hột lụ, đủ các loại chè luôn các bạn. Bên này cũng bán chè giống vậy các bạn. Bán tập quá các bạn. Bình trường trái cây. Wow, rất là nhiều trái cây luôn. Wow, anh trai bán trái cây. Hãy cho mình chôm xe qua Thái anh. Các bạn cũng muốn ăn trái cây thì tới đây ủng hộ anh ngay chợ Tháp Mười. Chúc anh trai bán đắt nha. Ủa cái chú bán gì chú?
À chú bán gì à? Ủa giống như kem vậy hả chú? Mà nếu mình mình bỏ vô tủ mà đặt cứng lại giống như cây kem luôn ha. Dạ, một bọc vậy là chú bán mình khách nhiêu tiền chú? 20-30 là nhiêu bạch chú? 10 bạch, bọc nào cũng 10 hết, cái này 20, còn cái này 30. Dạ, cái màu á hả? Nó bự hơn hả chú? Dạ, nhiều sữa hơn. Còn cái này cũng giống vậy luôn hả chú? Dạ, cà phê sữa. Chú chuyên bán sỉ và lẻ luôn. Hay chợ Tháp 10 các bạn. Nếu các bạn có đi chợ mà có nhu cầu mua về ăn hoặc là mua về bán lợi gì đó thì tới đây ủng hộ chú. Dạ, chúc chú luôn bán đắt nha chú. Dạ. Quần áo. Hủ tiếu mực, hủ tiếu giò xương. Gạo hủ quá nhiều. Rất là nhiều rau củ luôn các bạn, quá trời luôn. Rau củ các loại luôn. Đây, chanh 10k/kg. Còn bán rau củ. Dạ. Dạ em đi làm YouTube cho mọi người xem chợ quê mình nó làm sao. Nói vậy giống như là sáng giờ cô quán ế vậy đó. Cô này cô bào cái gì quá trời lẹ luôn. Bào măng quá. Dạ sáng giờ chị bán được không chị? Đó hay không, ít ra cũng phải vậy. Dạ thôi em chúc chị chúc cô luôn mua bán đắt nha. Dạ ngoài làng các bạn quá nhiều nè. Bánh tráng Mỹ Tho. Quà wow, này chả cá luôn các bạn. Chiên tại chỗ luôn. Ngon quá. Nóc rừng. Trứng. Các loại luôn. Vô à, trung tâm phía trên này các bạn nhìn nè, là hoàn cảnh trung tâm phía trên này nha. Bán thịt heo, thịt cua, vịt bán cá à, cũng gần 8 giờ rồi các bạn. Canh lóc, canh đu đủ, canh đu đủ với cá lóc kho khô. Ôi ôi, cá mè các bạn nhìn, đã không? Sáng giờ bán hay được không chị? Sáng giờ chị bán đắt không? Cũng chậm hả chị? Chị bán em thấy toàn là đặc sản có biển sông nước không mà. Nè, cá lăn nữa nè các bạn. Tôm thẻ, rồi cá leo, cá mè, cá hú, cá diều hồng. Cá lòng tông 2g, 20g, vịt kho khô. Hai
200g 30.000. Bây giờ khoảng 15.000 trăm á các bạn. Cũng rẻ. Đây đi theo cô này là có cá cô khô ăn à. Dạ. À, nấu cháo với cá cô khô hả con? Dạ đúng rồi. Đúng bài luôn. Đó. Dạ, mọi người có ở gần đây có đi chợ thì ghé đây ủng hộ chị. Chị chuyên bán cá sông, cá đồng giống như thế này các bạn. À, cá mè dinh rồi cá chạch lấu nha. Đây là cá ngát hay cá lăng chị? Quá wow, ít cái nào mà thấy con cá lăng mà to giống vậy lắm các bạn. To bự hơn con cá chê bự luôn nha. Quá to. Rồi cá leo nữa các bạn. Đó, chị bán rất là nhiều mặt hàng như thế này. Có đi chợ thì ghé đây ủng hộ chị. Em chúc chị luôn mua may bán đắt nha. Dạ, em là Chí Xe TV. Nè, họ để điện thoại đi. Nhớ cho nhỏ xin like nha. Mình... Đây cá mè. Cá mè với cá gầm, cá linh nữa vậy bạn. Cá linh, cá dảnh. Cá dảnh, cá chê. Chê này chê gì hả cô? Wow, chê vàng. Bây giờ chê vàng cũng là thuộc dạng hàng hiếm rồi bạn. Cá chèn. Cá chèn, cá sát cái gì chứ? Chèn. Được, rất là nhiều bạn. Các bạn dòm nè. Em này em đó là cái gì không biết, siêu to khổng lồ luôn các bạn. Con này cao 4 kg à. Cái mẹ nè các bạn. Đây nè. Không có đâu mà nói thiệt mà các bạn cá sông mà giống có nhiều bự, đúng là to như thế này nha các bạn. Bây giờ bắt gặp rất là nhiều chỗ nha. Rồi. Cái này cái gì không biết, cái két két cá heo luôn. Cá bông. Ở đâu ta? Wow. Là nhiều cá miền Tây sông nước luôn. Sáng giờ bán được không bé? Bé bán rất là nhiều cá đồng cá sông như thế này các bạn. Các bạn có đi chợ thì ghé đây ủng hộ cô bé. À, chúc bé luôn bán đắt nha bé. Thì bán cá sặc nè các bạn. Này sặc mỏi nha, còn cá lóc. Wow, quá nhiều luôn. Wow. Cá heo gì? Rồi. Đây. Chuyện bán cá hải sản luôn mà. Rất là nhiều đặc biệt. Các bạn nhìn kìa. Cái chốt. Quá trời luôn rồi. Cá mè đó bây giờ nhiêu ký hả cô? 140 kg. Wow, 140. Còn ít có mấy cái còn to to giống vậy cô. Dạ đúng rồi. Cá đìa con nhỏ nhỏ. Dạ. Mà hầu như cái chợ này em đi quay khắp nơi không có chợ này là có cá to thôi. Mấy chợ khác hiếm lắm. Lóc cá gồ. Heo. Kép vàng, tôm thẻ, rùa biển nè các bạn, rất là nhiều luôn nha. Không biết ở đây là cái khu trung tâm bán thịt heo các bạn. Cá thú, cái diều hồng, cái e vàng. Bán thịt heo rất là nhiều thịt luôn, mỡ không quá nhiều sườn đó nha. Wow, con đặc sản miền Tây không, con này tôm sông, cá chạch lấu. Quán thịt.
Thanh Long. Lọc cà chè đường và cua đồng, cá đồng, cua đồng, gao đồng luôn. Mà chị chủ không biết cái đồng. Chị chủ sáng giờ bán được không chị đẹp? Dạ, lai chú ơi. Dạ, người ta mua mình lột về sẵn cho người ta luôn hả chị? Dạ. Cua đồng đó bây giờ mình bán bao nhiêu một ký vậy? 60 ngàn. Dạ. Là tính tiền công lột không hả khỏi? Đó, các bạn cứ đi chợ thì cũng muốn ăn cua thì tới đây ủng hộ cô. Dạ, em chúc cô luôn bán đắt nha. Cô rất bán rất là nhiều cái lóc đồng, lươn đồng. Dạ. Bí bầu không biết rồi các bạn. Ở khu vực này rồi, đây là bên trong trung tâm. Đây có một cô bán củ hạt, củ tỏi, củ gừng. Đấy. Em đi làm YouTube cho mọi người xem chứ không phải phóng sự nha. Tên của em là Chí Xe TV. Đó, chị chuyên bán bắp chuối. Chí Xe TV nha chị, nè Chí Xe TV là cái kênh YouTube á. Và cái cô bán ở đây trung tâm bán thịt cho bạn, thịt heo, thịt bò. Đó, được chia ra. Sạp thịt trâu. Sạp thịt bò. Đó. Thì xắt nhỏ nhỏ ra luôn, sẵn luôn các bạn. Điểm quà nhận giao đám tiệc số lượng lớn luôn. À, bên đây cô bán thịt bò. Dạ em là YouTube Chí Xe TV á cô. Chí Xe TV. À, các bạn có đi chợ thì có muốn sử dụng thịt bò, thịt trâu gì đó các bạn nè. Có cái số điện thoại kèm theo trên đó các bạn. Ở trong chợ Tháp 10 thì có đi chợ có nhu cầu sử dụng thì ghé đây ủng hộ cô. Rồi em chúc cô luôn mua may bán đắt nha cô. Dạ. Đây là cô thịt bò, thịt bò, bên thịt bò, bên thịt trâu rất là nhiều giống như thế này các bạn. À. Rồi khúc này không có ai bán nha các bạn, mình quay lại nha. Này bà con bỏ trống giống như thế này nè các bạn. Ồ, bên đây một hàng nữa các bạn. Mình cho các bạn xem rất là nhiều rồi nha. À. Heo. Quá nhiều heo luôn. Sáng giờ bán được không cô? Chậm quá hả cô? Dạ, không sao, ngày này ngày khác mà. Thôi con chúc cô mua may bán đắt nha. Mọi người có ăn thịt heo thì vào trong chợ Tháp 10 ủng hộ cô. Dạ. Quay cái gì ạ? Dạ em đi làm YouTube cho mọi người xem. Đó. Má ngồi đây má bán thịt heo. Dạ. Quay nó bán đi dưới lòng đại đường. Dạ em quay giáp ngoài hết rồi cô. Vậy đó hả? Dạ. Bán sai quy định mà không hay lắm. Dạ. 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 Rất là nhiều thịt luôn. Đó là mình đặt chắc mình giao với mấy tiệm cơm nướng hả cô? Dạ em đi làm YouTube cho mọi người xem chợ quê mình làm sao. Dạ. Cho nên mới có phim ở trên TV cho coi đó. Dạ em là Chí Xe TV. Ở để đây đi, nói hồi cũng quên rồi, bỏ nó đại đi. Tôi. Dạ. Trời ơi tôi nay đây mai đó đó, giống như kẻ không nhà vậy đó. Đi quay khắp nơi suốt vậy đó. Thôi tôi thấy chỉ cầm cái dao là tôi sợ rồi thôi. Em chúc mấy chị ở đây luôn mua may bán đắt nha. Dạ. Sườn heo, thịt heo. Quá là nhiều luôn.
buổi sáng rất là nhộn nhịp các bạn, mấy cô ở đây bán đắt lắm nha. À, các bạn có muốn ăn thịt heo hay đám tiệc gì đó? Dạ, tới đây. Dạ em quay được hàng, hàng nào em cũng quay hết trơn. Dạ, sáng giờ bán được không chị? Dạ, chị chiên bán thịt heo với mình tới đây các bạn. À, vậy thôi nhìn kỹ chị này đi, chừng ủng hộ lộn chị khác à. Dạ thôi em mong sao chị ngày nào cũng bán đắt nha. Chợ Mỹ An. Dạ chợ Mỹ An. Người đẹp nói vậy đó. Dạ ai cũng đẹp. Dạ. Đó bên chị xinh đẹp bên đây có một chú dễ thương cũng chuyên bán thịt heo các bạn. Đó, thấy không? Nó nói cái gì đó? Có thằng chồng bạn hàng còn hơn cục vàng bỏ ông tủ. Đó, đó thấy không? Các bạn có đi thì tới đây ủng hộ ông chú dễ thương. Thôi chúc à, chúc mấy anh mấy chị luôn bán đắt nha. Hiểu kìa. Dạ cô bé dâu chuyên bán heo sỉ lẻ kèm theo số điện thoại. Dạ. Thôi mình đi qua một quầy khác các bạn. À, đi qua mấy bên đây. Trong đây mấy cô bán thịt vậy. Ai cũng có vui vẻ. Cười gấu gỗ. À, đây là cô bán mắm các bạn. Rất là nhiều mắm nè. Đậu, tương, rồi mắm lóc, mắm canh linh. Đủ các loại mắm này các bạn. Sáng giờ bán được không cô? Trời ơi, mới ấy hôm nay à, ấy lâu rồi cô. Ấy lâu rồi hả? Dạ, từ vô qua dịch tới giờ hả cô? Chắc lúc chút trước lúc dịch chắc ở đây là bán náo nhiệt lắm ha. Dạ thôi. Dạ thôi, mọi người có đi chợ và có nhu cầu sử dụng mắm á mọi người thì ghé đây ủng hộ cô, em chúc cô luôn bán đắt nha. Dạ. Ngay cái trung tâm các bạn, bên đây cô bán rất là nhiều đồ đêm nếm gia vị nè, chao, rồi cô có thêm nạo dừa nữa các bạn, nhận nạo dừa tại chỗ. Đây là ớt bầm, ớt xay nè các bạn, và tỏi hành phi. Qua bên đây thì các loại khô luôn à, từ cá đuối đen rồi khô canh lóc. Mắm tép, wow, đủ các loại nha. Mắm ruốc đó, cô đang trang trí cái thau mắm để bán thì nhìn cho nó đẹp. Sáng giờ mình bán được không cô? Lại gai, miễn có bán lại gai là được hả cô? Mắm này gọi là mắm gì hả cô? Mắm ruột. Mắm ruột, bây giờ mình bán cho khách loại nhiêu ký cô? 50. 50 hả? Sao, sao rẻ vậy ta? Cá linh mà. À mắm cá linh chứ mắm cá lóc thì mắc hơn hả? Mắm cá lóc 100 mấy. Dạ. Cô cũng bán mắm ở trong chợ Tháp Mười nè các bạn. Cũng có nhiều loại giống như vậy à, các bạn có muốn ăn thì tới đây ủng hộ cô. Đó, em chúc cô luôn bán đắt nghe cô. Dạ, em là Chí Xe TV nè. Đây là tên của em nè, để đây cô tờ đi chưa chiều có buồn vô kênh này xem thấy cô trong đó luôn á. Chào khu vực chợ cá này mình thấy cũng người xé lẻ ra các bạn, không có tập trung một chỗ cho nên mình cũng thấy nhỏ nha. À, rất là nhiều khô nè các bạn, các loại khô luôn, khô gì cũng có. Bên kia một cô bán mắm. Dạ. Dày dép. Cô bán gạo. Ở ngoài kia con thấy bán đắt quá, không biết trong đây cô bán được không? Lai gai. Cũng miễn có bán lai gai là được ha cô. Dạ. Cô cũng bán rất là nhiều rau củ như thế này các bạn nha. Các mặt hàng luôn nha. Các bạn có đi chợ thì có muốn sử dụng rau củ quả giống như thế này thì tới đây ủng hộ cô. Dạ, con chúc cô luôn bán đắt nha. Dạ. Là số một góc phần tư ở đây thì bỏ trống hết các bạn, chắc có lẽ trong đây các tiểu thương mua bán không được hết các bạn. Bằng ở bên ngoài thì ở bên ngoài bán dễ hơn, mình là chịu khó đi giáp hết trong đây cho các bạn cùng xem ha. Nhớ cho mình xin một like nha các bạn. Đây đẹp xương, có bán sỉ, cá xay, cá thắt lát, giá xay. Đây cô cạo tại chỗ các bạn, dạ cá thắt lát. Cho nên mình đi chợ mà mình lấy trường hợp giống gì mình mua mình yên tâm hơn các bạn, đảm bảo nguyên chất 100% luôn.
có một cô xinh đẹp kia bán khắc lắc. Nè đậu bắp các bạn. Cái này mình lựa trái non hay gì cô? Nè, cái trái nào mà mình bẻ nó đứt hẳn luôn là non hả cô? Nè. À đó, mình bẻ nó kia cái bóp ha. Giống như tiếng nó giòn á hả cô? Mà nó đứt rồi không có bị sớ ha. Dạ. Ủa quay chi vậy? Dạ em đi làm YouTube cho mọi người xem ở chợ quê mình làm sao. Dạ. Thôi em chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ, em là Chí Xe TV. Đây là kênh của em Chí Xe TV nha. Giao cũ. Rất là nhiều rau củ quả các bạn. So với mấy cái chợ trung tâm đó các bạn thì chợ này cũng nằm cái tầm vừa phải chứ không có lớn lắm các bạn. Nhưng mà mình thấy đa số cái hàng hóa nha các bạn. Tôm cá đồng là rất là nhiều các bạn. Rồi rau củ cũng rất là nhiều luôn nha. À, cô bán cá dương hồng. Đó, đây có một cô bán chả cá nè các bạn, rất là nhiều nè. Dạ. Đây là chả gì hả cô? Cá sông, cá sài. Dạ. Không có sắc lát các bạn. Thôi em cảm ơn cô. Cá diêu hồng. Cá lóc khổng lồ luôn. Hả? Tôm quá trời tôm, cánh gà đùi gà luôn. À. Nè. Chào chào khán giả các coi. Chào. Anh bán cá đây hả? Rồi. Đó, còn mọi người có đi chợ thì ghé đây ủng hộ anh. Chúc anh bán đắt nha. Con chào cô. Sáng giờ cô bán được không? Dạ, cô bán chả cá hay chả cá mè cô? Chả cá mè ngon. Dạ, cá mè. Nó chắc nó mắc hơn, thắt lát hơi rẻ hơn cô. Rẻ hơn. Dạ, thắt lát bây giờ nếu mà... Thắt lát là 300, ở đây có 300 mà chứ thành phố là bán mắc. Dạ, là đó là cá thiên nhiên á, 300 là thiên nhiên ha cô? Thiên nhiên à. Ở đây ta bán động khác rồi bán cái đó. Dạ, còn như chả cá mè như vậy là cô bán mấy ký cô? 90 ngàn. Nó rẻ muốn bắt bằng 1/3 cái kia luôn. Dạ, ở trong này em thấy vắng quá cô. Chứ bắt thăm đâu ngồi đó chứ. Thôi dù sao thì em cũng chúc cô nhiều sức khỏe. Ngày nào cô ngồi đây thì luôn mua mai bán đắt nha cô. Cảm ơn cô. Dạ. Trong này bán chậm lắm các bạn, cho nên các bạn nhìn thấy nè. Đa số người ta bỏ cũng hết phần nữa, mấy cái sạp giống cái lô giống như cái này các bạn. Bỏ trống nha. Hai cô bắt cá gì đó. Này bán vịt gà. Này cô bắt cá quá trời cá luôn. Cá biển, cá diêu hồng, cá dồ, cá hú gì đầy đủ luôn. Sáng giờ bán được không cô? Biển có bán lại gai là được ha cô. Cô bà cô cười dễ thương luôn các bạn. Cô bán cá ngừ là cá gì biết cái mực mực tua nha. Cái tôm thẻ nữa. Dạ, mọi người có đi chợ thì ghé đây ủng hộ cô. Thôi con chúc cô luôn bán đắt nha. Dạ. À, chân gà mực quá là nhiều. À, có một cô chuyên bán hải sản. À, wow. Quá nhiều hải sản luôn. Còn sớm mà giờ này sao ế được, sáng giờ chị bán được không chị? Sáng giờ chị bán đắt không? Mấy hai chục triệu đó. Đó quá nhiều luôn. Tôi cầu mong sao cho chị ngày nào cũng bán đắt nha.
chị bán chuyên nghiệp bán hải sản giống như thế này nè các bạn nè. Các bạn có đi chợ thì ghé đây ủng hộ chị. Chợ em cảnh nói chưa nè, sáng giờ em bán em chụp tay luôn, tay luôn. Dạ. Lúc mà chị buôn bán đông quá đâu có dám lại quay. À, một thiên đường hải sản luôn, cánh gà mực. Sáng giờ chị cười chắc bán được lắm à. Rồi, em chúc chị bán đắt nha chị. Em là Chí Xe TV. Chí Xe TV. Dạ. Đây, cá biển, cá lóc. Cái này chắc lóc lóc đuôi quá ha con. Dạ, đuôi. Luôn đuôi luôn. Cá biển không có đuôi nha các bạn. Đó, em cảm ơn cô, chúc cô bán đắt nha. Đó, đây là cá biển. Hồng bè. Đây là tôm, tôm thẻ. Mực. Mực tua. Ốc lát. Và nhiều. Rồi là chuột đồng. Wow, quá trời chuột đồng luôn. Bay chuột luôn. Rồi gắn chung. Nguyên ổ gắn luôn. Gắn hổ hành. Ôi ôi, trong kia con gắn khủng luôn. Đã quá. Gà dịch cho các bạn. Đây là rau củ rất là nhiều các bạn. Cái khu này, cái khu bán gà vịt này các bạn, gà vịt làm sẵn rồi các bạn. Gà vịt. Cá hoa bào rất là nhiều, cá rô, cá lóc, dưa hồng bè, chuột. Sáng giờ cô bán được không? Bữa nay thứ bảy mà ấy hả? Bữa nay không thường thứ bảy mới đắt lắm mà ta. Dạ. Dạ chắc hy vọng kè bơi cô chú bán đắt lại ha. Dạ mọi người cứ đi chợ thì ghé đây ủng hộ cô nha mọi người. Cô bán cá giống như thế này nè mọi người, ở tại chợ Tháp 10. Dạ em chúc cô luôn bán đắt nha. Dạ cảm ơn em. Dạ đó, bên đây có cô bán thịt chuột. Ai có muốn ăn chuột thì tới đây ủng hộ cô. Kế bên cô bán chuột thì có cô bán rau củ, măng nè các bạn. Bông chân lý đủ các mặt hàng giống như thế này. Các bạn, các chị, các mẹ có đi chợ thì muốn ăn rau củ thì tới đây ủng hộ các cô xinh đẹp ở trong chợ Tháp 10. Chiên bán xả bào. Ủa mình không bán nguyên tép mà mình bán bào luôn. Bán đủ thứ anh ơi. Dạ bán đủ thứ. Thôi anh em gì nước ngoài hay gì? Dạ không. Nước nào? Nước Việt Nam. Nước ngoài mấy chị, nước Nam em chịu đâu nước Nam. Em là Chí Xe TV. Dạ. Mình tới công chuyện luôn. Thôi dù sao thì cũng chúc chị bán xả bào luôn mua ngoài bán đắt. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Em chở khác em ở đây đó, có em chở này. Phải không? Em ở chợ Đồng Tháp, em ở chợ Tháp 10. Dạ, kế bên. Có chú bán đúng rất là nhiều đúng các bạn. Rồi bắp nữa. Nhìn nha. Ở ngoài cũng có bán rau củ. Rất là nhiều rau củ luôn. Quá nhiều. Để bên có một lò bánh mì Thái Hòa, bánh mì thịt quay. Cam, xoài,
người ta bán đồ ăn vặt các bạn, rồi muối, đường, đậu, bông chao đồ nè, nước sâm vô lượng, hột é, chè, chén trộn đủ các thứ nha. Đặc biệt ở đây bán đồ thức ăn chay các bạn, ra thức ăn chay nhiều cái này các bạn. Rồi mình để mình lên khu trung tâm trên này cho các bạn xem ở trên đây người ta bán gì nha các bạn. Trong trên này thì chắc có lẽ là cũng bán đồ khô thôi các bạn, đa dạng các hàng hóa mỹ phẩm rồi thì tập hóa đồ đủ thứ, quần áo rồi nha. Đây là vào khu trung tâm rồi các bạn. Trong cái khu trung tâm này cũng chắc có lẽ là cũng mới xây dựng các bạn, nhìn thấy cũng còn mới nha. Đó, từ quầy từ ô giống như thế này các bạn, mọi khu vực đều mở cửa buôn bán đầy đủ nha, từ các mặt hàng các bạn nè, dầu gội đồ đủ thứ nè. Đó, bên đây thì có như thế này, nước rửa chén rồi bột giặt nha, cô bán trứng nè, các loại trứng luôn, hột gà, hột vịt, trứng cút. À, sáng giờ mình bán được không cô? Trong này bán hơi chậm. Dạ, trong này bán hơi chậm hơn bên ngoài ha. Dạ. Thôi con chúc cô luôn bán đắt nha cô. À, đây bà. Bánh tráng, bún, hủ tiếu rất là nhiều các bạn, thu hèm, ồ, thức cá viên chiên hay gì nè các bạn. Rồi. Mình cũng đã đi giáp khu vực của chợ Tháp 10 rồi các bạn. Giờ chia sẻ xin kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn có thấy thích video này thì cho chiếc xe xin một like, bấm vào nút đăng ký kênh. Và thì xin tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong một video tiếp theo nha.